Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị định hướng góp ý dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 12 điểm cầu trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trọng tâm là đảm bảo mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra, đó là khơi dậy và phát huy được khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh, mục tiêu xây dựng văn hóa là hướng tới xây dựng con người Việt Nam theo hướng chân thiện mỹ. Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của các địa phương trong hoạt động quản lý văn hóa du lịch. Trên cơ sở này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện chiến lược, chương trình hành động một cách khoa học, phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo đảm tính thực tiễn khả thi.